Kính thưa quý vị, sống đức tin theo giáo huấn cộng đồng Vatican II, một tài liệu giá trị sống đức tin để sống đạo và thực hành đạo mà cộng đồng Vatican II đã ưu ái quan tâm trong việc căn tân và tái rao giảng tin mừng trên toàn thế giới. Hơn 50 năm đã trôi qua, hầu như từ giáo sĩ đến giáo dân không một ai quan tâm đến những văn kiện của cộng đồng. Do đó, giáo dân ngủ tịch vì không bao giờ được học hỏi. Bởi thế, hôm nay chúng ta có dịp được Linh Mục Francisco Nguyễn Văn Việt thuộc địa phận Vĩnh Long, Việt Nam hướng dẫn. Đây là cơ hội hiếm quý giúp chúng ta sống đức tin và chu toàn bổn phận người Kitô hữu. Chúng tôi đề nghị quý vị nên lấy tài liệu này làm quà cho con em, gia đình và người thân. Nếu quý vị không download xuống được, xin liên lạc với chúng tôi qua email peter@ngonsu.org. Chúng tôi hân hạnh chúc quý vị. Đồng thời quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua điện thoại 760-575-4151. Nếu không ai cầm điện thoại, xin quý vị để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại. Và xin mời ban tổ chức phát cái giảng bài cho bà con.
phát tài liệu ở Jerusalem để các tổ chức sẽ phát ra cho bà con. Xin mời đem lên cho chúng ta để tay chúng ta phát ra để theo dõi. Khi chia sẻ cái bài tập này, tôi muốn đưa ra một
giảng bài để chị em nhìn xem, cũng như là cái xưa để chị em nhìn thấy cách đọc, người ta mới bắt thấy thì gọi có giấy, và có giấy thì gọi mới thấy. Thì chúng ta có cả hai luôn, thì có giấy thì gọi thấy. Anh chị em thấy hình ảnh ở trên đó, hình ảnh giữa là gì? Đó là một linh mục đang dâng lễ. Và cái từ ngữ mà chúng ta nhìn xem đó là gì? Holy Sanctified of the Mass, có nghĩa là gì? Thánh để đi xa. Và hình ảnh chúng ta nhìn xem đó, đó là hình ảnh trước công đọc Khoa Chuyên Các Phương Đông 2. Linh mục làm lễ dê lên trên, rồi sau đó là gì? Trên đó là hình ảnh thánh lễ, là linh mục đang dân mình thánh, có thánh đất đang đang dân lễ. Và trên đó là gì? Có hình ảnh gì? Có hình ảnh Giêsu trên giá. Mỗi thánh lễ là chúng ta tái diễn thi thể thập giá trên mặt thờ. Và trên thánh giá đó có hình ảnh gì nữa? Chúa Cha đang tròn lấy ô để nhận, đó là Giêsu. Trên đầu Giêsu có con gì đó? Chim bồ câu. Chim bồ câu là tượng trưng Chúa thần. Và mô hình này nó trở lại động lực hiện thông của Thiên Chúa ba ngôi, ba ngôi hiện diện trong thánh lễ, ba ngôi tái hiện tại biến cố ngày xưa chết trên thánh giá, đổ máu ra để cứu chuộc nhân loại. Thì ngày hôm nay mọi thánh lễ như vậy đó. Tuy nhiên trước giờ về dạy này, xin mời mọi người chúng ta đứng lên và cầu xin Đức Thần giúp chúng ta hiểu sâu đề tài này. Tham dự nhiều ý thức và những cái tích cực tốt đẹp hơn nữa.
bởi vì đỉnh cao của hội thánh, nguồn ân sủng của hội thánh nằm trong phần dù nhất là phần dù thánh lễ. Và tôi mong ước rằng qua bài giảng này, tôi nhìn thấy ở đây chúng ta tỷ lệ rất tâm vui, và tôi nghĩ rằng họ nào nên nhìn từ chúng ta đây, tôi yêu mến thánh lễ, chắc là đã hiểu rõ thánh lễ rồi, nhưng mà đây cũng cố thêm cái tầm quan trọng thánh lễ đối với đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ ý thức nhiều hơn nữa và làm cho những ai cũng có những vừa tác duy, những tác dụng trong thực tế, tất cả người đều tác dụng tích cực, nhờ đó chúng ta chịu nhờ ơn thánh lễ. Anh chị em nhìn thấy đó, đây là thánh lễ đồng tế ngày xưa trước con đồng Phan Trang Tổ Hai không có đồng tế. Vì thế sao? Trong nhà thờ thì nhà thờ cổ xưa đó, bàn thờ thì quay lên và nhiều bàn thờ cũng xuất phát mỗi linh mục được chức lễ và dự lễ một mình cũng được. Trong khi đó qua con đồng Phan Trang Tổ Hai cho phép chức lễ đồng tế để chỉ sự hiệp thông hiệp nhất với nhau. Chúng ta nhìn xem một thánh lễ tại Việt Nam. Rồi chúng ta nhìn tiếp luôn. Thưa anh chị em, điểm nhất mà muốn chia sẻ với chị em là chúng ta cùng nhau vẫn có vài nhận định. Không luôn, không thể được. Vài nhận định về người Công giáo Việt Nam đối với phục vụ và bí tích như thế nào. Ở đây tôi góp ý hội thông vài người để đưa lên một số điểm tích cực của người Công giáo chúng ta là gì? Đó là siêng đi lễ, siêng đọc kinh, đọc kinh dài nữa, có đúng không? Dù lễ không đọc kinh thì khi ra thì không nói, còn sau lễ không đọc ba kinh, kinh trong cậy ra ba câu lại thì học đại. Tại sao vậy? Tôi đã quen rồi, quen với nét Việt Nam mình là siêng đi lễ, thức đọc kinh và nghĩ rằng đọc nhiều kinh thì cũng ra trời nghe tới, còn đọc ít thì không chịu. Ở đây khi con không nghĩ rằng thì chẳng như tôi nhìn thấy thì đọc kinh trước lễ và sau lễ đã giảng lại để chi, để cho mọi người lắng đọng. Rồi người ta nhận định tích cực đó, người Việt Nam chúng ta siêng năng lực chủ mong tôi và bây giờ thêm lần chuỗi nghĩa là gì? Là người Việt Nam thích cầu nguyện bằng kinh, bằng việc đọc kinh. Và điểm này là điểm tốt, điểm hay của chúng ta người Mỹ. Khi đôi khi không có đọc kinh đắp lắm, nhưng mà ngày hôm nay thế giáo sứ này ngày thứ sáu là đi trang hành thánh giá, đó là việc đạo đức được dân và còn giữ được vài sứ vị, nghĩ là rất hay. Chứ Việt Nam gì mà thờ bỏ trang hành giá rồi con đến giờ đọc trang hành giá một lớp, trong khi đó thời tôi còn nhỏ là mỗi thứ sáu đi trang đèn lớp tới lớp tôi cũng tà cái đầu gối rồi đọc một dòng điệu thư vậy đó. Chàng thư nhân kinh kinh vua gì đó, vua Giê-xu bị xử đang gặp bây giờ gì đó. Trong đó bây giờ khi cái đứa nhỏ đọc đọc ra cái câu cảm đó, tại sao vậy? Thưa bây giờ chúng ta từ từ bớt một chút rồi. Rồi một số nhận định tích cực về người Công giáo với phục vụ là sao? Hát lễ, hát hay lắm. Như chúng ta gọi hôm nay hôm qua dự là các ca trường đi các cái gì rất tích cực trong việc hát lễ. Và có những một phần sự của mình nên chúng ta làm hết lực tình, hết trí ha. Rồi trước hát lễ là để chuẩn bị bài hát, hỏi tôi coi cha muốn hát bài gì ha. Để chi để cho thực tế được tính đọc và rất hay. Rồi đặc biệt nữa, một điều đặc biệt mà tôi cảm thấy rất hay khi đến giáo sư lên đèn, đó là cử hành thánh lễ rất long trọng. Dĩ nhiên thưa chị em, tôi mới được làm quen với Đức Ông và được làm lễ đầu tiên tại sứ này vào ngày 14-15 tháng 8 vừa rồi. Tôi nhớ là vừa rồi thì có anh chị này cũng tới đọc sách, lần này cũng gặp đó chúng tôi nhìn nhau biết này. Rồi nhưng mà cái lạ lùng là sao? Là tổ chức phục vụ của cơ sở ông đây rất hay, là có trước thánh giá đèn hầu, trước sách, rồi những người có thử tác dụng đọc sách đơn thử quyền trước rồi chuyển quyền sách đọc. Và cái điều đặc biệt tôi nói là gì? Là người đọc phúc âm, đọc thánh thư, đọc rất diện cảm, đọc trước. Đó là điểm rất hay. Ở Việt Nam nhiều giáo xứ lên nhiều quyền xuống nhiều lên luôn bài phúc đọc theo đó bắt theo thăm và thăm mấy đọc cái đó và thật tôi bị hồ lên không trang nghiệm
Nó bị trật cục bên nóng hơn. Thưa chị em biết đó, nhiều khi các ông cứ kêu lên đọc rồi chọn lựa người đọc, chọn lựa kỹ, nhiều khi đọc cả đọc luôn tới luôn nữa, nhặt lên cái bài lấy từ xuống đó, bài trong đầu công vụ thì ấy có nhiều người quy tụ lại đó, có giống như hổ, rồi cái đó là tâm của họ, người ta nói là ngày để chuyển xuống của dân thổ là dân biên á, ở trên đó. Tại sao? Tại khác chữ không đúng, bên ra mỗi người nói tiếng thổ âm của họ. Nhưng lý do là sao? Là không chuẩn bị trước trong sự tất nhiên trong sách. Rồi đó là những điểm hay tích cực mà tôi nhìn thấy ở giáo xứ đây cũng một số khác. Tuy nhiên một số điểm tiêu cực của người giáo dân Việt Nam khi thi hành thánh lễ, khi tham dự phụng vụ hoặc là khi tham dự các bí tích, đó là gì? Đó là cố gắng đi lễ. Không giáo họ lễ. Không dám bỏ lễ chủ nhật vì sợ tội cảm. Sở dĩ mình đi được kinh xem lễ là sợ tội, bỏ tội cảm. Mà tội cảm thì chết mất linh hồn, và mất linh hồn thì xuống có cuộc đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp là sao? Kiên khem dịch hạt mình bớt đi thức ăn thức
phút để chi? Để lòng mình được thanh thản và hy sinh đó để đón nước Chúa. Ý nghĩa là gì đó? Như vậy thì sao? Kẹo lượng qua trong thánh thì sao? Những cái gì đồ ăn như kẹo ngọt, nước ngọt, trà nó bỏ hết, chỉ nước mặn thôi. Để chi? Đúng là cái đó là vừa trị bệnh mà vừa để tăng giữ gìn sức khỏe. Còn cái nước ngọt nước khác nó làm cho mình thỏa mãn cái vị ngửi, thì điều đó là nó mất đi sự hy sinh của mình. Điều đó chai không thể là chặt điều đó. Nhiên hồi xưa đó chiếc chai làm bao nhiêu? 24 tiếng đồng hồ thì chạy quá là một xỉu hết trơn. Sau này thì mới trở lại công cộng đưa ra một tiếng đồng hồ trước khi lên, ta thấy từ từ thích nghi trở lại. Rồi một điểm khác là đi sinh lễ nhiều, rất lễ cũng nhiều nữa, nhưng mà chưa được ơn biến động chính nào tập đấy. Có không? Đặc biệt nữa là những người luôn quậy phá là kêu đi đến nhà thờ lễ nhiều mà nhiều quậy còn hơn nữa. Có không? Có những người vừa đi lễ xong bước ra nhà thờ là cũng nghe rồi. Có không? Có. Tại sao vậy? Đáng lý ra người ta nói ăn cái gì liền bổ cái đấy. Ăn Chúa thì Chúa ở trong mình và mình được ơn đức tin, ơn quá cải Chúa trong mình. Chỉ mình vừa bước ra ngoài là chữ lộ ta đã nghe. Sao vậy? Chưa được ơn biến đổi qua thánh lễ. Rồi đặc biệt nữa, người ta cứ đi lễ theo thói quen đến ở nhà thờ một kinh hát tới tìm cách bỏ vô rồi xong nó ra về, mà chưa hiểu giá trị tầm quan trọng của thánh lễ như thế nào, chưa biết sống thánh lễ là cái gì, sao thánh lễ ra về. Rồi như hồi trước khi đi lễ, đi sanh lễ chưa có cái gì thay đổi hết. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì mình chưa hiểu giá trị quan trọng thánh lễ, chưa biết sống thánh lễ. Và ngày hôm nay tôi chia sẻ cho em, khi sống đức tin đó là sống phục vụ quy tích, mà cao điểm phục vụ thì là thánh lễ, thánh thể. Quy tích cao đọc là thánh thể, và mỗi ngày sống để chứng minh đức tin của mình là chiên hãy sống thánh thể, và sống thánh lễ của cuộc đời của mình là chiên trở nên thánh rồi. Con chủ đề ngày nay chia sẻ chiên sống đức tin là sống thánh thể, sống thánh lễ, và cuộc đời của chúng ta là một thánh lễ nó dài ra. Ai biết sống thánh lễ người đó trở thành thánh, bởi vì thánh lễ biến chúng ta trở thành thánh giống như Chúa Giêsu trong thánh lễ vậy. Chúng ta nhìn xem thì dần được rồi, chúng ta qua đến kế tiếp. Ý nghĩa và tầm quan trọng của phụng vụ của quy tích như thế nào? Thưa chị em, ở đây ghi phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của hội thánh nhằm tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hóa nhân loại. Câu định nghĩa này rất nhiều giáo lý, nhưng một câu tốt chúng ta khi chúng ta tham dự phụng vụ đó là gì? Người ta gọi đó là cử hành đức tin, tuyên xưng đức tin qua cái thông tin qua việc làm dấu. Cử hành đức tin là gì? Đó là cử hành trong phụng vụ, và đức tin được củng cố cũng như đòi hỏi đức tin chúng ta đã tham dự phụng vụ mới được. Nếu thiếu tin, mất đức tin, chúng ta không thể tới nhà thờ, và tới nhà thờ thì niềm tin được nâng cao nhờ chúng ta cử hành đức tin trong phụng vụ thánh. Ở đây phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể hội thánh. Chúng ta lưu ý anh chị em của đạo ngồi đây, chúng ta lưu ý rằng khoảng trên 300 người đang tham dự đây. Có phải trong thánh lễ chỉ có 300 người này hưởng trong thánh lễ thôi, phải không? Không chắc. Có phải chỉ có 300 người này dự thánh lễ này, có phải không? Chưa đúng. Tại sao vậy? Mỗi thánh lễ cử hành, linh mục cử hành dù một mình hay dù với cộng đoàn, là cử hành nhất nhất hội thánh, cử hành cho toàn thể hội thánh. Và trên cộng đoàn trên cử hành phục vụ là toàn thể hội thánh đang hiện diện trong cộng đoàn mỗi thánh lễ, và đó mới là tầm quan trọng nhất. Và cùng với hội thánh chúng ta có chính Thiên Chúa Ba Ngôi trên trời, và nó có đó ở trên trời thôi, mà
để nói rằng người đứng đầu nhân dân Chúa, nhân dân hội thánh trong cương vị của Chúa Kitô, tiếng Latin gọi là Intercessio Christi, đó là linh mục chủ tế hay cũng đồng tế, là trong cương vị Chúa Kitô cùng với đồng đoàn và toàn thể thế giới dân thánh lễ, nên có thể nó được cử hành phục vụ nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Và mỗi lần cử hành thánh lễ là thánh hóa con người. Tôi hỏi trên con người của tiếng Anh, có phải là những người trong nhà thờ này không? Đúng. Con người chưa đủ phải không? Con người là có thể cả toàn thế giới, những người đang sống. Con người là những người đã chết rồi trong thiên đàng thì cũng được ơn thánh hóa. Con người được linh hồn trong địa ngục nhờ thánh lễ được ơn thánh hóa nữa. Anh chị em thấy rất là quan trọng. Mỗi thánh lễ là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, thánh hóa mình, thánh hóa người sống, đặc biệt thánh hóa các linh hồn trong địa ngục bao giờ thiên đàng. Các từ tôi sẽ nói khi có một cái bàn khải tư của một chị Catalina ở tại Mexico, chị được ơn Chúa giải mẹ cho thấy hình ảnh của thánh lễ. Khi một bước vào đi, khi một dân lễ, rồi khi một đọc lời truyền phép, khi một rước lễ, khi chỉ rước lễ, là bao nhiêu linh hồn, bao nhiêu các thánh đức mẹ của xe gì mua quanh hay là thầu tiền thực thể, và nghe đức mẹ lúc đó thì tôn vinh linh mục của vị linh mục làm con cư dân Chúa Kitô. Chúng ta sẽ nói sao ngày này, chúng ta tập trung vào cái bài tập để nói rằng phụng vụ, nhất là phụng vụ thánh lễ là quan trọng nhất để tôn vinh Thiên Chúa, thánh hóa con người, và nhờ phụng vụ và thánh lễ mà chúng ta có được nguồn ơn, ơn tin, ơn đức cậy, ơn đức mới, nhất là ơn chết lặng để được hưởng được thiên đàng. Chúng ta sẽ biết cái gì nữa? Phụng vụ là gì? Là uy tín, là nên hội thánh. Phụng vụ uy tín, là nên hội thánh nghĩa là sao? Chưa biết để một người vô làm giáo phải cái tên gì rửa tội, rồi một người nhanh lớn hơn có sức mạnh phải làm gì lên sức và nhờ uy tín lên sức, một người lớn lên phạm tội để được ơn thánh trở lại thì nhờ giải tội, rồi muốn được nuôi dưỡng lớn lên đức tin của mình nhờ uy tín thánh thể pháp, được cử hành các nghi lễ thánh đức thì qua cái tích truyền chính. Nhờ cái tích truyền chức thì có được tiếp tục người cử hành các cái tích, nhờ đó giáo hội tiếp tục trường tồn. Như vậy phụng vụ uy tín làm nên hội thánh, và trong hội thánh cử hành uy tín để sống đức tin cho ngày hôm nay. Thưa chị em, chúng ta nhìn thấy nó phụng vụ là đỉnh cao mọi sinh hoạt của hội thánh, là cái điểm nuôi dưỡng hay là phát triển đức tin của chúng ta. Có thể nói được, nếu đạo mà không có cử hành phụng vụ thì hết trở thành đạo. Nó là phụng vụ gì? Con người. Chính trong phụng vụ mà chúng ta được nối kết với Chúa Ba Ngôi, và Ba Ngôi ở trong chúng ta nhờ cử hành phụng vụ đó. Nên nói rằng đỉnh cao của sự vật của giáo hội là phụng vụ, nhất là phụng vụ thánh lễ. Và chúng ta nhìn xem cái hình ảnh là gì? Đó là khung cảnh một cái nhà thờ sẽ diễn ra. Đó, những người đi lễ nha. Rồi trong cái nghi lễ là cái bàn thờ, cái bàn tế nha. Và có thể thấy được đỉnh cao nguồn ơn của chúng ta chính là ơn phúc trong phụng vụ thánh lễ. Phụng vụ nó có ba điểm. Thứ nhất đó là thánh lễ, thứ hai là bảy bí tích, thứ ba là phụng vụ dự kiến. Cho nên chúng ta tập trung phụng vụ nói về thánh lễ, nhưng nói về bí tích thực thể là hai cái điểm trọng yếu của công giáo để nuôi dưỡng niềm tin của chúng ta. Và chúng ta cứ hơn lần vừa rồi qua sống đức tin là gì, là tôi tuyên xưng đức tin của tôi cho mọi người biết qua những tôi làm dấu thánh giá, qua những tôi tuyên xưng đức tin, qua những tôi nói đức tin cho người khác. Sống đức tin là gì, là cử hành đức tin trong phụng vụ. Mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ, đó là ta đang cử hành đức tin của mình, và đức tin đó là cử hành Chúa Ba Ngôi hội thánh ở trong chúng ta.
Rồi sống đức tin là gì? Là thực hành đức tin trong việc giữ giới răn, mến Chúa yêu người, tin vào Chúa Thánh hồi nãy và chúng ta. Và sống đức tin nghĩa là gì nữa? Thứ là tôi thông truyền đức tin, tôi đi truyền giáo qua việc tôi sống bất an. Ở đây chúng ta thấy thêm một điểm khác, phục vụ hiện tại quá ơn cứu độ. Cái là sao? Anh chị em nghe chữ hiện tại quá, từ này được là cửa thật học rồi, chúng ta có thể được khác được. Hiện tại quá cái là sao? Tôi là này cái bụng luôn. Để anh chị em góp ý thêm. Hiện tại quá là sao? Hiện tại quá cứu độ. Hiện tại quá nghĩa là sao? Hiểu là sao? Rồi xin anh chị lúc gì? Thưa là mang 2000 năm trước khi sơ lục biết cái thông thái của mình mang về đây hiện tại để mình sống. Hiện tại có cái đầu cảm tay các đơn chị. Trong phục vụ hiện tại có cái cửa đầu là sao? Tức là ngày xưa Chúa cử hành, Chúa làm, Chúa sống, Chúa chết, Chúa ban ơn thế nào. Thì ngày hôm nay khi thánh lễ cử hành, khi phục vụ cử hành, thì lúc đó cái điều xưa đó hiện tại ngay bây giờ thực hiện, đang thực hiện, gọi là hiện tại quá biến cố ngày xưa của đời của Chúa. Ngày hôm nay trong phục vụ, trong thánh lễ y hiện tại y như vậy, nghĩa là khi phục vụ cử hành đó là tuyên xưng tin, tôi tin Chúa đã chết cho tôi, Chúa đã sống lại cho tôi, và ngày hôm nay Chúa đang ở với tôi, cùng sống với tôi. Vì đây xin mời chúng ta cùng nhau các đoàn hát tôi tin Chúa đã thương tôi. Xin mời các đoàn hát cùng hồn lên cho mọi người thêm khí thế. Xin mời mọi người đứng lên hát cùng chúng mình bài bài tôi tin. Thank you.
thánh lễ thì phải hóa ơn cứu độ ngày xưa cứu độ đổ máu trên thập giá, ngày nay tiếp tục đổ máu và tràn lan ơn cứu độ cho những người hiện tại giữ thánh lễ và ngay chặt các linh hồn nơi địa ngục và cho những người chúng ta còn nguyện tới, những người còn sống nữa. Đặc biệt một điểm khác, phụng vụ hướng về phụng vụ thánh trên trời, nghĩa là gì? Hướng về bàn điện ngày sau trên thiên đàng. Nhờ chúng ta đang phụng vụ, chúng ta rước bình hóa Thánh Giêsu, đó là cách bảo đảm ngày sau chúng ta được hạnh phúc trên thiên đàng. Và ngày sau thiên đàng chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu thật, gọi là hưởng thiên thánh nhân. Đó là chân thành niềm vui của gì được hiệp thông kết hợp với Chúa trong cả cuộc đời của mình. Và ngày hôm nay nhờ thánh lễ chúng ta hiệp thông rồi, nhưng mà trên biết với lý giải chúng ta khi ta rước lễ thì rước gì? Rước ai? Rước Giêsu vào lòng chúng ta. Và Chúa ở trong ta bao lâu? Ở trong lòng chúng ta bao lâu? Mấy phút? Ở ngoài không? Ở ngoài. Cho lý giải thế này, bao lâu bình văn còn nguyên hình thì lúc đó Giêsu Kitô hiện diện thật sự trong lòng chúng ta. Hiện diện thật thì sao? Ta biến được con tự quà báo chúng ta. Thì Chúa không còn hiện diện thật sự bằng thiên tích, nhân tích và linh hồn thể xác Chúa, và ơn sự của Chúa bao trùm chúng ta. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng Chúa luôn luôn ở chúng ta luôn, thấy chưa? Chúa ở luôn, nhưng mà ơn ký tích của thân thể là bao lâu chúng ta còn, cái hình ảnh còn thì tình mắt Chúa còn chúng ta. Nhưng mà Chúa luôn còn hiện diện cách thiêng liêng trong người chúng ta, để chúng ta có lòng tin vào Chúa, để chúng ta không mắc tội thì còn Chúa trong chúng ta. Nhưng mà tình thân thể nó chỉ còn có 15 phút thôi. Thưa anh chị em, ta nhìn xem hình ảnh trên đó. Thì tại quá trình cứu độ, ta nhìn xem ai đẻ ra đó? Ai đẻ? Hôm nay ai đẻ ra cái bàn thờ? Linh mục chủ tế đẻ ra. Và hình ảnh này nhắc chúng ta, khi linh mục bẻ bán ra, là linh mục làm cử chỉ Chúa Kitô ngày xưa, Chúa cũng bẻ bán ra. Nhưng thưa anh chị em, bắt là gì? Làm dẫn chất. Trong khi đó truyền phép rồi thì bắt đó là gì? Thân thể Chúa bẻ ra. Và anh chị lưu ý khi đọc cái truyền phép, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời tụng tụng, bẻ ra, trao cho các đệ tử và nói: này là mình thầy, sẽ bị nó gì các con. Trong thánh lễ ngày hôm nay các cha cũng đọc là gì? Sẽ bị nó. Mà Chúa Giêsu đã bị nó nào 2000 năm trước, vậy mà thánh lễ tiếp tục sẽ bị nó gì các con. Có nghĩa là gì? Hiện tại quá thánh lễ Chúa Giêsu hiện diện đó, Chúa Giêsu tiếp tục bẻ mình ra và trao cho anh em. Anh em ăn rồi, anh em sẽ là người nọ Chúa nữa. Nọ để hiểu là ai nọ Chúa, thì xưa ai nọ Chúa? Chúa ta bán Chúa. Ai nọ Chúa nữa? Những người dân Chúa hữu tư Chúa sẽ nọ Chúa. Nọ Chúa cha, cho quân giữ. Quân giữ mình nói vậy, quân giữ là người đó, là người bắt chấm Chúa, ta đặt tên quân giữ. Và sau này nhờ được lòng tôi trong hai, người ta không nói rằng bọn do thái luật giữ nữa, mà nói rằng người anh em chúng ta đó là cái tội mới, cái sự ngu trong cái công đoạn của chúng ta đó. Hiện tại quá có nghĩa là chúng ta thấy bên dưới cái hình bánh đó là cái bằng tiền 12 phút đồng, thấy chưa? Thì ngày hôm nay trong thánh lễ, mỗi lần cái thánh lễ đó, Chúa Giêsu dùng linh mục với tư cách là tin của Sarpisti, là trong những nghĩa của Chúa cũng tiếp tục bẻ ra chia cho chị em ăn, giống như ngày xưa bẻ ra cho 12 con đồ ăn. Và mỗi lần khi anh chị em lên trước lễ đó là gì? Anh chị em có nhận Chúa trao ban Chúa cho anh chị em, Chúa nọ Chúa cho anh chị em, và anh chị em sẽ nọ Chúa cho quân giữ. Nếu chúng ta không sống theo ý Chúa, anh chị em phạm tội
hiện tại hóa để vợ chúng ta nhìn tiếp. Chúng ta cùng nhau đọc Thiên Chúa đến nói chúng mình. Thiên Chúa yêu thế gian đến tội đã ban con một để ai tin vào con của người thì họ phải chết nhưng được sống của đời. Chúng ta cái câu nói này đặc biệt là do và có thể nói được câu nói này là tốt tất cả phúc âm của giáo hội trong câu này là sao chúng ta nhìn xem ra Chúa Giêsu nhỏ máu lên cái chén này thì lễ ngày nay cái ngày xưa chú đâu có chén lễ gì đâu đó toàn là giá em thánh giá đó thì tăng rồi dịch giá chạy máu ra có chiếc của con tượng trưng cho Đức Thánh Thần và mỗi thánh lễ Thiên Chúa tiếp tục thương chúng ta để ban con hàng cho chúng ta để chúng ta tin chúng ta đón nhận con hàng chúng ta sẽ rước Chúa Giêsu và được sống muôn đời điều này tái diễn trong cái gì phải nói được rằng mỗi lần diễn ra là mỗi lần Chúa Cha thương chúng ta tuôn cảm ơn Chúa trong thánh lễ để chúng ta đón nhận con của Ngài. Và trên lưu ý khi chúng ta rước lễ lần ai rước Chúa Giê có rước Chúa Cha không có ai không chỗ nào mà có rước Chúa Thần không tại sao rước Chúa Thần ba ngôi là tôi đố chết được có đứa mẹ không sao đứa mẹ được mẹ sẽ chung cho chú bà của mình đó có đứa thân đi xe không không thế thân sẽ chung cho bụng của được không thưa chị em theo mặt khải tư của bà Catalina Sico đó thì bà nói rằng và điều này cũng đúng trong thánh lý. Trong thánh lý dạy sao? Thiên đàng là gì? Là nơi Thiên Chúa hiện diện. Nơi nào có Chúa Duy Xuân thì nơi đó có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi là một. Chỗ nào có Duy Xuân thì có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đó. Rồi chỗ nào có Chúa thì có ai? Triều Thần Thánh. Và Triều Thần Thánh thì ai là thánh cao cả nhất? Thánh cả chúng sinh là cao cả. Như vậy Chúa chỗ nào thì các thánh ngu chỗ đó. Là thánh ngu hơi quá đáng. Nhưng mà nó là gì? Là thiên đàng ngự trong chúng ta khi chúng ta rước lễ. Đừng có rùi ngu như kìa đó. Mỗi khi chúng ta rước lễ là gì? Cái lòng chúng ta, con tim chúng ta, con người chúng ta biến thành thiên đàng. Bởi vì Chúa ba ngôi ngự vào cùng với Chúa Giêsu thánh thể và chỗ nào có Chúa Giêsu với Chúa Cha chúng thần thì nó có các triều thần thánh ngự trong đó. Đó thưa chị em nói điều này chúng ta nói rằng tại sao trong bảy thánh thể là trọng nhất là điều này là Chúa không phải là một vị thánh nào khác mà chỗ nào có Chúa thì có triều thần thánh nơi đó và niềm tin với đức tin giúp chúng ta thấy rằng thánh lễ vô cùng quý báu, vì thánh lễ là trọng vô cùng. Vì thế khi chúng ta chọn thánh thể những người đó là chúng ta đang cùng với triều thần thánh gặp Chúa hiện diện và chúng ta hưởng ơn của vị thánh thể cho những ai tôn sùng yêu mến thánh thể. Đừng có chạy ngay. Bây giờ nói về các tân phục vụ theo cái hướng cộng đồng đang cái chế phục vụ này thì các tân được gì? Thưa có ba điểm. Thứ nhất là thức nghi nhân quá cho ở địa phương. Thứ hai năng dụ đó là cử hành có gì cử hành lời Chúa mà mọi người chúng ta sẽ thấy được. Điểm thứ ba đặc biệt là các tân dụ thì nói về thuộc tăng viên đứng mục trong đó nói về thuộc tăng viên giáo dân rất quan trọng. Điểm này chúng ta có thể biết được là ngày xưa công trước công đoàn có hai điểm thánh lễ bằng tiếng Latin. Tại sao vậy? Tại sao còn tiếng Latin trong tiếng Mỹ? Mỹ về con cũng lớn mà. Tại sao vậy? Tại sao? Tao tin tiếng cổ ngữ xưa là sao dùng vậy? Đọc tài liệu về cộng đồng thì nói rằng khi mà họ chúng học cộng đồng qua cái con hai thì các vị học viên viên trưởng của lớp dứt khoát phục vụ không thay đổi tiếng Latin là
một là ngôn ngữ thấp, là ngôn ngữ khó nhất, vì thế lễ khó nhất, vì thế không có tiếng nào khác ngoài chúng ta tin. Các vị hữu vi mà chủ chốt của cộng đồng tuyên bố rằng thần gian tuyên bố gì, nhưng đụng cái vô trong tê của họ chia ra những cái lượng đồ đó, thì cuối cùng đồng sao không thánh lễ dùng ngôn ngữ địa phương đối trên tại sao vậy? Tại sao họ thích nghi cách tân văn hóa, nhất là ngôn ngữ địa phương? Tại sao vậy? Tại sao giữ truyền thống 20 thế kỷ rồi chỉ tiếng Latin mà thôi? Bây giờ cho phép tiếng địa phương, người đứng đạo dùng tiếng này, tại sao vậy? Để mọi người hiểu đúng không? Rồi cũng chưa đúng nữa, thì đúng rồi đó, chúng ta cũng chưa đầy đủ, còn gì nữa hay không? Để gì? Hiện tại quá, không hiện tại quá này có gì? Ngôn ngữ không hiện tại quá gì? Để gì? Thích nghi hoàn cảnh, đúng không? Nhưng mà nói gì mà thần học chứ quên? Nó lý do này. Thưa tại gì một từ ngữ mới hoặc đó là hội nhập văn hóa. Sự hội nhập văn hóa này dựa vào Kitô nhập thể là người sinh ra trong một đất nước nói một ngôn ngữ nhân loại, thì ngôn ngữ đó là tiếng gì? Giọng Thái. Như vậy hội nhập văn hóa, thích nghi văn hóa là sử dụng ngôn ngữ mà chúng ta hiểu được. Chúa Kitô đã hội nhập văn hóa của người Việt Nam nên chúng ta nhân thể bằng tiếng Việt Nam, bởi vì Chúa Kitô giữa một đội Việt Nam rồi. Chúa Kitô bất cứ ngôn ngữ nào Chúa hội nhập vào đó, văn hóa hay là hội thánh cũng nhập vào ngôn ngữ đó để thông truyền tin, để cử hành tin cho những người xung quanh chúng ta. Đó là theo tin lành, đó là hội nhập văn hóa. Rồi đặc biệt trong thánh lễ có phần phụng vụ lời Chúa, lời Chúa được nêu bật một phần quan trọng. Ngày xưa thánh lễ chỉ có phần lời Chúa đây, nhưng mà ngày nay rất là sống động, đặc biệt hơn nữa là sao? Là làm cho lời Chúa cứ thành một cách long trọng. Ngày xưa phần thờ cứ quay lên thì tôi cũng đọc lời Chúa và giải quyết cứ phần đọc. Trong đó ngày Chúa này sao? Là công bố cho mọi người nghe hay biết. Rồi cái phần lời Chúa thì sao? Là ở đây tôi thấy phần vụ tổ chức tại xứ này rất hay. Phần đầu tiên là phần lời Chúa thì tôi cũng một bên tất cả tập trung vào lời Chúa. Sau đó là trở về một nhiều thân thể là linh mục mới bước ra bàn thờ và tiếp tục nữa. Một số linh sứ khác khi đọc lời Chúa là nến được đốt lên và một người tập trung vào bàn tiệc lời Chúa. Trong thánh lễ hai bàn tiệc được dọn ra, bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thân thể. Cả hai điều quan trọng, lời Chúa được giáo hội tôn kính như mình thánh Chúa, và nhờ lời Chúa nó soi dẫn chúng ta sống niềm tin của mình. Lời Chúa quy tụ chúng ta, lời Chúa cho chúng ta biết Chúa muốn chúng ta làm điều gì, và nhờ lời Chúa chúng ta sống rồi chúng ta hiện có biết thân thể để ta được nuôi dưỡng bằng thực máu Chúa. Và chị còn nhớ Chúa nói câu gì? Người ta sống không nguyên bởi bánh mà bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phát ra. Tìm lời Chúa nuôi dưỡng chúng ta đến cách tân phục vụ, đến cái kiến cử lời Chúa được trở thành lâu trọng của xưa. Đặc biệt nữa, điểm khác ở trong khí chế của vụ này nói về thừa thác viên đến cùng. Và cái quan trọng mà tôi nhắc đây đó là thừa thác viên nhắc nhé. Thừa thác viên là gì? Là một nhiệm vụ được trao cho một người. Và đặc biệt trong quan trọng nói gì đến đó, ngày xưa giống như hôm qua chúng ta còn trong mặt cạnh thì sao? Đầu tiên là gì? Đức giám quản chấp định, kế đến là giám mục hạn chế, linh mục hạn chế, tu sĩ hạn chế, giám dân là tự nhiên kế. Mấy ông này đã tội với ông. Nhưng mà qua thời công đoàn thứ hai trở thành một hiệp thông vòng tròn, những người lãnh đạo tu sĩ ở giữa giáo dân chung quanh để hỗ trợ những tín dựng để công tác và hướng dẫn, và giáo dân đó hợp tác với linh mục tu sĩ, giáo sĩ, giáo sĩ cái này hướng dẫn người khác, mô hình hiệp thông và vai trò giáo dân được đặt lên cao. Bởi vì quan trọng nên thần học giáo dân được đặt ra để chỉ thấy rằng ta
cả những người giáo dân đều được tham gia ba nhiệm vụ của Kitô. Một là nhiệm vụ gì? Tư tế, hay là tiên tri, ba là dương đế. Cái vụ tư tế đó, anh chị em, sau này người xưa người ta gọi là đi xem lễ, đúng không? Xem lễ thì cũng nhắm nghe lễ, tại vì tiếng Latin không? Họ khác tiếng Latin, nghe họ không hiểu được. Bây giờ không gọi là đi xem lễ nữa mà là gì? Đi dân lễ, đi tham dự và dân lễ, giữ bằng tiền thánh và dân lễ của mình. Nên mỗi người đều cộng tác với việc dân lễ và vai trò của tất nhiên giáo dân nâng cao hơn, thì mọi người tham dự tích cực hơn. Lúc đó mới cho người dân viên tất nhiên, đó là tất nhiên thánh thể, tất nhiên dù lời Chúa, tất nhiên ca hát, hoặc là trên thừa viên cũng là những người dân lễ. Nên điều đặc biệt ở trong cái chế của thánh nêu cao vai trò của dân để cho dân tham dự nhiều hơn trong cái hành vụ chúng ta đang cắt. Bây giờ tranh tâm dù đòi hỏi chúng ta sống thánh thể. Sống thánh thể cái gì? Chúng ta đặt lời đề là sống thánh thể. Sống tự là sống thánh thể. Cho quan trang này, quan trang trước trên đó. Sống đức tin vội vội chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ một cách ý thức tích cực và trọn vẹn. Tham dự lễ tích cực một cách ý thức trọn vẹn là sao? Chưa ý thức được rằng thánh lễ là quan trọng cuộc đời, nên chúng ta cố gắng hiểu và tham dự từng ý nghĩa của phần lễ. Cách tích cực là gì? Là đứng lên ngồi xuống cùng ca hát, cùng đọc kinh, cùng nhắc tay với nhau, đó là tích cực. Chứ cùng đọc, cùng đọc là sao? Đọc lễ là cùng cùng gia đình đọc kinh giảng ý này, ok đó. Rồi một trọn vẹn là sao? Từ đầu lễ đến cuối lễ tham dự, chứ không phải đi kể mà về thì sớm. Ở Việt Nam có thánh lễ khác nữa là thánh lễ ôn, tức là sao? Nhà thờ chặt quá, tức là người ta đi trễ, ở ngoài thì ngồi yên xe, dàn người trước, người sau ôm người trước, gọi là lễ ôm. Biên ôm, lễ ôm, tức là ngồi đến yên xe, người này ôm, người kia, lễ ôm. Ở đây thì cũng may, nhiều lắm quá, may ôm may. Nhưng như là sao? Còn ở Việt Nam, nhà thờ chặt quá, còn đi trễ, tức là như anh chị em ai về đi nhận lễ, đi gặp, cũng thế, người ta lễ ôm nhiều lắm. Và thắp lo ra ngoài đi nhận lời chặt, người ta đông nguyên nhiều qua quá nhận thờ, người ta đi lễ cổ và thân lễ ôm. Rồi thứ chiên chúng ta nhìn xem tiếp tục và mở ra xong thân lễ. Xong thân thể, xong thân thể có nghĩa là chúng ta hãy cố gắng bẻ rằng trao ban và sự kiên nhường dù ở đây sang phần thực hành trong tinh thần. Nhưng trong thế giới dù này, các dù chúng ta những người công giáo hiểu rõ ý thức rồi, chúng ta nhớ thể ba chữ bẻ ra, trao ban và bẻ ra là gì? Là tự quyền, tự biến mình. Nhiều khi sống như là vợ chồng, người này cho mình ngon hơn người kia, tức là mình dồn ép người khác. Còn tự quỷ đã là gì? Bỏ người cũ của mình, bỏ đi cái tôn của mình để chi? Để hòa nhạc người khác. Rồi trao ban, Chúa trao ban Chúa cho chúng ta thì trong thể mà người ta biết chia sẻ, trao ban những gì mình có cho người khác. Chỉ chỉ cái có nhất đó là tình yêu thương. Và đặc biệt sống thân thể là thiên nhiều phục vụ. Chúng ta định xem cái hình ảnh đó như người một khỏe chỉ bắt ra. Rồi làm cái gì đó? Chúa Giêsu quỳ gối xuống rửa chân. Và dưới cái nhìn thần học thì nghi thức rửa chân là một phần của thánh lễ. Trong phúc âm của Gioan không có dịp nói về Chúa Giêsu và nghi thức thánh thể, nhưng nói về việc Chúa rửa chân sao có thể?
thì có thể hiểu được thánh lễ của Thánh Gioan chính là việc phục vụ. Và mỗi khi chúng ta sắp thánh lễ trở về phục vụ, đó là chị em đang sắp thánh lễ. Chân cùng xong chế độ chung lên cuộc đời ta là thánh lễ nối dài, có nghĩa là gì? Anh chị em nhớ cái bài hát ta về tôi cái đoạn hát không? Ta về tôi đi lên đây mà thương yêu người ta là vấn đề lớn luôn đi. Ta về tôi đi lên đây mà thương yêu người ta là vấn đề nối dài. Đường đi chưa đêm rồi đơn, ta sống sao về anh chứng nhận. Đừng có đi ta về thôi hai một ta. Thì đang nói chuyện, mình theo nói chuyện, tiếp theo với nhau. Thì có một cuộc
già mà già tới và lúc dương nói theo ông ơi ngày hôm nay ông bán cho tôi thiếu chịu một cục thịt heo cho nhỏ thôi, tôi đi lấy về tôi ghé lấy, tôi không có tiền. Cái người kia nói không có tiền thì thôi chứ mà sao mà hỏi, nhưng mà thôi được rồi, bây giờ bà đi lễ và có chắc là cái lễ đem lại tích lợi cho bà không? Có chứ, chắc chứ. Bây giờ thì bây giờ tôi muốn coi cái lễ của bà giá trị bao nhiêu nghe, thế là bà giết cầu nguyện cho tôi và tôi theo được đưa cho bà già. Bà già này cầm cái tờ giấy đó cũng không tôi theo tới cái nhà nguyện đi lễ xong tiếp con sao trở về này ông ơi tôi cầu nguyện cho ông rồi. Tôi có được không? Tôi không biết, tôi cầu nguyện, tôi tin rằng Chúa trả lời. Lời cầu nguyện của ông gửi cho tôi. Ông này nó chia sọ. Được rồi, bà đưa tờ giấy này, tôi cân. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái cân thăng bằng. Cân thăng bằng, ông ta biết bên đây bỏ cục ký, bên đây bỏ miếng thịt. Ông ta nói, bây giờ tôi bỏ cái tờ giấy, cái lời nguyện của tôi nãy đó, bỏ cái cân này. Tôi thải miếng thịt lên, coi được bao nhiêu, tôi sẽ cho bà bao nhiêu. Ông ta chặt cục xương bằng tay út, thải cốt. Nghĩ rằng cục xương đó y chính với thành thì thế nào tờ giấy này cũng chậm lên quý nhà mà ta lệ là cục xương, nhưng mà bỏ lên thì tờ giấy dịch đè xuống dưới cái cục thịt với cục xương lên, nó tức mình kéo này ra chặt cái cục thịt khác thải lên cũng dễ nặng hơn, tức mình quá chặt cái thịt thải lên nữa bắt đầu nó ghi nếu cái cân của nó gặp tay cao tới tôi luôn không được. Bây giờ ta mới tráo lại cái tờ giấy để bên đây cục thịt để bên đây tờ giấy nhận nặng hơn, tức mình quan tâm sắp những cái đùi thịt để lên tờ giấy nặng hơn. Và đó là nói này mà lên đức tin của bạn là hai lòng tôi tin vì thánh lễ và giá trị thánh lễ được tiêu giá. Và từ đó thì sao vì bà này đã cầu nguyện để được ơn Chúa thì Chúa làm phép lạ cho thấy nhãn tiền gì thì đó đại quý cha của mình cũng đó cũng nói là sao bây giờ tất cả giờ con hãy đi lễ mỗi gì thứ lắm giá trị vô cùng tôi chính tôi thấy các bà đó và nhờ ông đốc giờ con đi lễ thì vẫn có hai đứa con đi cùng. Rồi trong đó trở lại cái lời cầu nguyện này Chúa nhận lời ông này đã hứa bởi vì lời cầu nguyện để của bà giá trị rất quan trọng nên tôi sẽ cung cấp thực cho bà luôn luôn mỗi ngày và nhờ cung cấp thực cho bà này người ta thấy ông này đẹp quá người ta lại tiếp cho luôn mà càng cho thì thịt ông ta bán càng đắt càng nhiều cuối cùng lời cầu nguyện để của bà già đó thành sự thật. Và từ đó cũng có giá trị vật chất của thánh lễ thì vô phương không có thể còn được. Thế đây bộ chuyện này nói chúng ta thông thường chỉ đi xin lễ cầu nguyện của thánh lễ cầu nguyện thì giá trị lễ vẫn được hưởng ơn thiên liên ban cho mọi người và mỗi người chúng ta thấy câu chuyện các bạn là quán cả và nhờ quá cái đó nó có hai con mà tính một đức đó đến đây là chắc chắn tại sao tôi nói là nhờ cha tôi được ơn quá cạn nhờ cách làm để có thể thì chị em chắc là hết giờ rồi ông chủ tịch công đoàn đến rồi chúng ta lại đây để rồi chúng ta dừng lại tôi mong muốn rằng và chia sẻ hôm nay nếu có lễ như đây thì chưa thích đúng như thế nào đó. Thời giờ có hạn, chúng ta phải dừng một thời giờ thôi. Và cảm ơn chị em hôm qua hôm nay đã tham dự rất đông đủ ngồi đây. Tôi cảm thấy rất hào hứng, rất vui với gì đó. Thế giống như ca sĩ hát hôm nay nghe thì buồn mình dù rằng giờ là có người đông thì giờ làm cho có hứng hơn. Nhưng mà cái hứng không quan trọng cho bằng của tinh thần. Xin Chúa Thần hướng dẫn của người chúng ta và hãy cố gắng nhớ trên những tình bạn cuộc đời chúng ta là gì? Thánh lễ có dạy kỹ nào trong thánh lễ Chúa Giêsu chữ đỏ ở trên là
thụ lễ. Còn chúng ta là người dân lễ. Nhưng trong cuộc đời chúng ta là thụ lễ. Chúa Giêsu là người dân lễ. Và Chúa Giêsu bị ẩn đi, âm thầm không thấy. Nhưng thật sự là vậy. Trong thánh lễ ta dân đây, Chúa Giêsu là thụ lễ, tức là phản đồ. Chúng ta người dân thế gian, tất cả những đau khổ, những hạnh phúc, những vui mừng cho thế gian, chúng ta nhận. Đó, họ chỉ của lễ là Chúa Giêsu. Và chính nhờ họ Chúa Giêsu của lễ chúng ta đáng Chúa nhận. Nhưng mà rồi trong thánh lễ cuộc đời, chúng ta mỗi khi làm gì với lễ Chúa dân cho Chúa gì này, xin Chúa cùng làm với con là một năng sống thánh lễ. Bước gì, trước bài hôm nay, chia sẻ chúng ta muốn sống đức tin, chúng ta hãy sống phụ dụ, đặc biệt sống thánh lễ. Khi đi dự lễ, ý thức tôi đã hiện diện mang nhiều hơn, trong bản thân nhiều hơn, chỉ càng nghe còn ở như thế. Để cố gắng hiểu giá trị thánh lễ để còn một người chúng ta đốc thúc nhau, lôi cuốn nhau đến thánh lễ, quý trọng thánh lễ. Nhiều người nhiều nơi chiếm thánh lễ mà không có được, dù ở xa thì thiếu nhất linh mục, thì có nhiều chuyện thương tâm nên mà đạo không có linh mục. Còn chúng ta có lễ mỗi ngày, hãy cố gắng chọn Chúa đến với Chúa thánh lễ để đó tổ chức làm sẽ đến chúng ta. Chắc là phần thảo luận chúng ta dừng lại đây. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa cho chúng ta có giờ gặp gỡ chia sẻ. Nhưng là chúng ta dành 10 giờ để củng cố niềm tin của mình qua chuyện đi giảng dạy tâm. Xin Chúa Thánh Cha giàu thương xót ban muôn ơn lành cho chúng ta. Xin Chúa Thần hòa đồng với mỗi người để chúng ta yêu mến phục vụ thánh thể và mỗi người trở thành thánh thể của Chúa, tiếp tục trao ban tình thương Chúa cho những người đang đau khổ. Thân xin để trong con tình yêu Chúa. Thank you.